hôm nay chị hãy cùng em theo dõi video để xem những chai váng được làm từ giống nhón nào mà được người Việt Nam ưa chuộng đến thế và đi đâu ai cũng hỏi. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hai giống nhó được trồng ở vùng Puglia. Puglia là một vùng rất là đặc trưng và tạo ra những giống nhó mà khiến người Việt Nam mê mẩn đến như thế. Đầu tiên là những chai váng được làm từ giống nhó Negro Amaro. Đây là một giống nhó mang đến cho anh chị khi mà thưởng thức những hương vị của các loại trái cây chín như là xím tím này, mận hay là cherry dance. Và anh chị có thể ngửi thấy hương vani mềm mại và hòa quyện cùng một số hương gia vị ở trong những nốt hương ấy. Và đây là những chai váng mà người Việt Nam rất là ưa chuộng và những khách hàng khi đến với cửa hàng bên em luôn tìm đến khi mà tìm đến những chai váng của Ý được làm từ giống nhó Negro Amaro. Và giống nhó thứ hai là Primitivo, và đây là một chai váng được làm từ giống nhó ấy. Và những chai rượu vang ấy thì thường mang đến những hương thơm của trái cây đen như là cherry đen, mâm xôi hay là việt quất. Và đôi khi anh chỉ có thể ngửi thấy hương vani hoa quyện trong đó nữa. Và những chai vang ấy thì thường có cấu trúc tannin tốt và nồng độ cồn khá là cao, nên rất được ưa chuộng bởi cảnh đàn ông của người Việt Nam ta và rất hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Và đây là những chai vang được làm từ hai giống nhỏ ấy. Và nó rất phù hợp với những món ăn đậm đà gia vị của người Việt, hay là những món nướng như là beef steak hay là thịt nướng. Và nó cũng được ưa chuộng bởi cảnh đàn ông bởi vì có nồng độ cồn cao, đậm đà và mạnh mẽ. Và nếu anh chị muốn tìm thêm về những trái rượu vang phù hợp với khẩu vị của mình thì anh chị hãy xem thêm thật nhiều video trên kênh Rượu Vang Ý nhập khẩu chính hãng, hoặc gọi vào hotline 0826 737 737. Và anh chị đừng quên subscribe kênh Rượu Vang Ý nhập khẩu chính hãng để xem thêm thật nhiều video vào ngày mai nhé.